biết đó. Ừ nè, ăn nè, đồ ăn nè. Này đó, cá thì cá với sông người ta cho đó. Này đang ướp đó hả? Ướp rồi ăn 2-3 ngày để chiên ăn đại 2-3 ngày vậy đó. Nghe nói trạng thái thần kinh bà không được bình thường nè. Ừ. Quả thiêu luôn. Dạ. Ông mất tại đây nè, rồi bắt đầu ấm chết ở đây rồi thị trấn đồ nhà nước rồi đó vô cho hòm tặng liệm rồi đem đi thiêu luôn. Các Bường Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì tiếp tục ở huyện Châu Thành thì Bường Hồ đang có mặt ở tại dạ cầu của cầu Cái Tàu Hạ. Để qua đây quay về hoàn cảnh của hai mẹ con bà cụ này đang sống ở dưới cầu này cô bác quý anh chị. Chỉ có một cái chiếc giường duy nhất. Dạ chào anh. Chiếc giường. À. Đây bán số mà. Bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Dạ 61. Còn anh? Rồi. Dạ 40. Anh 40 hả? Dạ. Ông quá trời anh ơi, không có ai gì hết trơn. Chồng bà đâu? Dạ chồng chết lâu rồi chú ơi. Ở sống ở dưới này, con này sống đây nhiêu năm rồi cô? Chị? 10 năm hả? Cho chị với em hỏi với ha. Qua đây chị. Cho em phỏng vấn với. 10 năm hả chị? Chồng có bà sao? Chết rồi. Chồng chết mất. Tại đây nè. Chết tại đây luôn hả? Rồi, chết bệnh nay chết luôn rồi đưa đi thiêu luôn luôn. À, thiêu được gửi chùa luôn. Ờ. Đây có hai mẹ con sống ở bán vé số. Đấy ông chùa ông tư tấn nè. Bà bán vé số hả? Ờ. Rồi chỉ bệnh mấy tháng nay bán không nổi. Dạ. Bệnh rồi ông già lát không nổi chứ mà. Mình nhỏ bán. Trước đây thì bà ở đâu? Dạ, quê quán ở trong Khánh. Khánh mà không có nhà. Anh Khánh huyện Châu Thành luôn hả? À, tỉnh Đồng Tháp mình đây nè. Dạ. Rồi cũng như điều kiện cũng khó khăn lắm, gặp bên chồng đánh đập kia nọ đó rồi chồng chết rồi cái không có chỗ ở. Lúc trước thì nhà bà ở đâu? Nhà anh Khánh. Dạ, nhà. Thì nói chung ở liêu tiêu linh tinh lắm, không có chỗ nào là chỗ nào hết. Người táo túc ở đây là coi như chục năm nay rồi đó. Rồi ở bán vé số, hai mẹ con bán vé số sống. Không nhà không cửa gì hết. À, ở đây mình cũng ở nhà trên đây chỉ biết vậy thôi vậy dạ. Đó ở đây chục năm dạ. Chỉ bệnh mấy tháng nay rồi mới cũng nằm viện mấy lần rồi giờ mới xuất viện mấy ngày nay đó rồi sáng này mới đi khám bệnh đó, lấy thuốc lại uống là hai mẹ con chỉ có chiếc giường này thôi hả? Đúng rồi, thằng bé nó ngủ đây nè, có cái nệm bên đó đó bé hả? Thằng này nè nó ngủ dưới này thì mẹ thì ngủ trên đây nó cái nệm đó đó là ngủ dưới này đây. À, trải niệm đó đó, trải niệm mà ngủ đây, dạ. Chỉ ngủ đây. Dạ. À. Rồi cơm nước nấu vậy đó. Đâu? Đó. Có cái bếp thôi vậy. Bên đây đó hả? À, đó, ở chỗ đó là nấu ăn vậy đó. Là tự nấu ăn luôn. À, tự nấu ăn luôn. Cái thùng này có gì cái gì của chị mà cái bếp lò nó nè này là nó định như vậy thôi chứ không có gì hết. Ăn uống vậy đó. Ừ. Cô dỡ ra cho cô, chị dỡ ra cho em xem với. Không rồi nãy có mấy con cá chiên chắc có mấy con cá chiên của người ta dưới sông ta cho đó chắc ăn hết rồi trời ơi. À, vậy đó ăn vậy đó rồi coi như ăn kho đồ ví dụ có cái gì thì kho còn mấy thì đổ nước lạnh vô kho đại nó khanh đại ăn nấu dưới gì nấu không vậy đó hả? À, lu nước thì ngoài sau nè có mấy cái lu này nè cái này là cái bếp của bà đó hả? À, cái bếp đó. Ừ nè ăn nè đồ ăn nè này đó. Cá thì cá với sông người ta cho đó. Này đang ướp đó hả? Ướp rồi ăn 2-3 ngày để chiên ăn đại 2-3 ngày vậy đó. Nghe nói trạng thái thần kinh bà không được bình thường nè. Ừ, chỉ bị gì đó. Ừ. Bị như bị bao tử tràn ngược lên đó. Dạ. Bó ăn vậy đó. Rồi, ở đây thì lui sắp nước xong rồi. Cho em xem với. Chị là bán quán nước gần đây hả? Chị ở đây nè. Nè, coi như hết lại bán vậy nấu ăn uống đồ luôn luôn vậy nè. Dạ. Nước ăn, nước uống rồi luôn. Múc ở dưới sông lên. Múc lên, không có đóng phèn, không có lồ hết. Từ đây như bà con thấy gì, cái tô, cái chén hay là gạo thóc thì ai cho gì được dụng đấy. Không có tiền thì người ta cho gạo hả? Ừ. À, là chén bát, chỉ có nhiêu thôi, chứ không có tài sản gì hết. Dạ. Rồi mưa gió sao chị? Mưa đây lạnh lắm. Dạ. Ở đây nếu mà gió với nước lên là lớn là không có ngủ được, là treo đỡ chút chiếu thôi.
trải nghiệm dưới đây rồi chỉ đi ngủ. Anh ngủ dưới này hả? Rồi tối mưa gió sao anh? Dạ, cũng gắng ngủ đại không sao. Anh năm nay bốn mấy hả? Dạ 40 anh ơi. Có vợ con gì không? Dạ cái trước có rồi không anh. Anh có con không? Dạ không. Ừ, thôi lâu chưa? Dạ lâu rồi. Vợ anh hiện nay ở đâu? Dạ cũng thôi nó đi tầm lum chứ kiếm chỗ khác. Quê ở An Khánh. Dạ. Ông thì mất thì quả thiêu luôn. Dạ. À, ông mất tại đây nè, rồi bắt đầu ông chết ở đây rồi thị trấn đồ nhà nước rồi đó vô cho hòm tảng liệm rồi đem đi thiêu. Bà ngày lúc trước bà ngày bán được bao nhiêu tờ giấy số? Dạ hai mẹ con luôn 200 tờ. Dạ. Lúc đó thì đủ sống. Dạ. Còn bây giờ là thiếu sống rồi. Dạ, mưa gió ngoài kia tạt vô thì sao? Mẹ con ngồi chùm quấn cái mền như chịu đó, ngừng cái mền đi ngồi quấn chịu. Ngồi quấn chịu hả? Ừ, dạ. Tạt lắm, mưa tạt dữ dằn lắm. Trời ơi trời. Có vậy nó ngồi cái nó thả cái niệm đó, đó là nó ngủ, nó có khi dân bụng, có khi không dân bụng. Rồi tắm rửa đâu chị? Tắm rửa đây lên đứng thay đồ đại đây luôn. Không dừng lại luôn? Không. Anh đứng thay đồ tên này luôn? Dạ. Nó quấn khăn, còn chị thay đại vậy đó. Dạ. Như đi cầu, đi tiêu, đi tiểu rồi xuống đây ngồi đại với bờ vậy luôn. Giờ thì giờ bắt cầu nè, giờ chỉ xuống bờ chứ ngồi đó, ngồi lên thay đồ luôn vậy đó không? Trời ơi. Vậy đó, coi như là như vậy đó chứ không có. Có nghĩa là không có phòng the gì hết. Mắc vệ sinh thì xuống đây là ngồi đại luôn. Ngồi đại đó luôn. Mắc đi cầu đi tiêu thì xuống đó đó, xuống đó là bò từ 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 lên trên chứ. Múc nước ở dưới này uống luôn. Ờ, nước ăn nước uống rồi đây luôn. Vậy đó. Trời ơi. Nó khổ vậy ta? Khổ không, chỉ khổ chính xác là chỉ khổ thiệt. Bây giờ chỉ bệnh tới đâu chết rồi đó. Nằm viện 4-5 lần luôn rồi mới xuất viện đâu mấy ngày nay đó. Dạ. Rồi nãy mới đi tới khám lại. Bà nghỉ bán vé số lâu chưa? Không nghỉ lâu rồi. Hiện nay bà còn dư được nhiều tiền không? Hàng ngày gạo đâu bà ăn cơm? Người ta cho. Người ta cho. Đồ ăn đâu bà ăn? À, đi mua bên chợ. Bà có tiền mua đồ ăn hay người ta cho tiền bà? Ta cho vậy hả? Người ta cho chút tiền vậy? Chút cho mua gạo ăn vậy hả? Dạ. Bà sống ở dưới này lâu chưa? Lâu rồi. Là bao nhiêu năm bà nhớ không? Không. Không nhớ. Ông mất năm nay là bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng không nhớ rồi. Không có nhớ luôn. Dạ. Ông mất bao nhiêu năm rồi? Ông mất cũng 5-6 năm rồi ạ. 5-6 năm rồi. Dạ. Dạ vậy chùa ở trong đó. Ngày ông mất ở ngay tại cái này luôn. Trời ơi. Rồi cái gốc lấy cái cột cầu này làm cái thành tre hả? Tre. Tre này mũi. Sao bà không dựng cái miếng bạc mà bà lại dựng cái miếng chiếu này? Không dám dựng công an. Công an nó không cho nhiều. Giờ dựng này hết lạnh rồi mới cuốn. Chính không cho nhiều cậu ơi. Chỉ cho được cái chiếc giường thôi. Chiếc giường người ta cho thôi. Chiếc giường này ở người ta cho bà luôn hả? Dưới nhà nghiệp á, ở dưới chùa Bà Sàng. Chùa Bà Sàng á. Ta trở lên giáp luôn. Cái cảnh này éo le như ta. Cái này là của bà ngủ ở trên này. Thì trước cũng cho cái kia. Cái này là nước uống hay sao? Gạo à, niệm này là của anh tên gì? Bé Ba. Ôi sao niệm ngủ là trần đá này hả? Sợ gió bay đó, mà ngày cuốn lên đó tối chảy ra sợ gió bay. Cái niệm của chị cho đó. Hàng ngày đi bán vé số thì mình di chuyển bằng gì sao? Đi sao? Dạ em đi bộ. Bà cũng đi bộ luôn? Dạ. Bà già bà bán vòng vòng đây không? Bán vòng vòng đây. Rồi vốn đâu anh bán vé số? Dạ em lấy hiếu cho người ta lấy triệu xong rồi trưa mình về mình trả vốn. Hôm nay anh có đi bán không? Dạ kẹt bà già bà bệnh nè, em nghỉ mấy bữa nay rồi em. Anh 40 tuổi nuôi bà 70 tuổi hả? Bà nhiêu? Dạ. 70? 61. 61? Dạ. Anh này 40? Dạ. Dạ, anh bây giờ bán vé số nuôi bà. Dạ. Ngày bình thường khỏe thì hai mẹ con cùng bán luôn. Dạ. Con bị giật luôn hả?
rồi giật rồi thiếu nợ tiền đâu trả. Dạ con muốn năn nỉ người ta. Năn nỉ người ta lại. Nước uống là bà múc dưới sông uống luôn. Nước trong nó khỏe. Có một nó khỏe là lóc. Nó một khỏe là thôi để mình lại cho trong nó cơ. Là bà bán cái vé số trước đây luôn, từ trước giờ luôn hay sao? Bán trước giờ luôn. Trước giờ luôn. Okay. Chiều lấy, lần giờ chưa bán. Bà có mấy, bà với ông có bao nhiêu người con? Có hai đứa, gã đi hết rồi. Gã gửi một đứa, còn đứa trên kia. Chị ơi, chị không? Bà có mấy người con chị? Chị hả? Dạ. Ba người con. Mày đứa mày lớn, yeah. Có hai đứa em gái, có yeah. chồng hết rồi, yeah. Đó, cũng nghèo lắm, không có giàu trơn. Tại sao không ở với con gái của mình? Ở bên chồng. À. Hai đứa đều ở bên chồng hết. Nhiều khi nó cũng ít có về thăm chị lắm. Không có tiền để ở trọ luôn hả? Yeah. Ít về đây thăm bà lắm hả? Ít lắm, như bên chồng mình hoàn cảnh sao mình biết chứ cũng ít cái gì thăm lắm. Bệnh hoạn có chị qua chị lại với lát thôi chứ còn... Hai người con có gửi tiền cho bà không? Nghèo thấy mồm. Nghèo lắm, hai đứa con nghèo lắm, hai đứa gái rất là nghèo. Ba vậy là tổng cộng ba người con, anh là thứ mấy anh? Thứ ba. Anh thứ ba hả? Dạ. Cái người chị thứ hai thì có chồng bên đây. Dạ. Hiện nay thì trong nhà mình còn tiền không anh? Dạ cũng còn có cũng hết rồi anh à, cũng túng thiếu mà. Dạ. Không biết nói sao luôn. Không biết nó sao. Anh đi khám bệnh cho bà già rồi ta kêu nằm viện rồi lại em không có tiền cho bà nằm viện. Dạ. Bác sĩ kêu nằm viện á. Bác sĩ kêu nằm viện ha. Dạ. Nhưng mà mình không có tiền. Dạ. Bác sĩ nó bà bệnh gì? Dạ cũng trào ngực dạ dày á. Trào ngực dạ dày. Dạ. Bà ăn được không? Dạ ăn khi ấu ra hoài. Ấu ra hoài à. Không ăn được mấy hôm trời. Ối. Như là bao tử quá yếu rồi. Dạ. Nấu nước cho chị uống cũng ói, đút cho chị ăn chị cũng ói, mỗi nước cũng ói mà bình thường. Ối trở nặng thì ai chở bà đi? Dạ, cũng ở đây cũng kêu xe đồ lơm với anh em rồi. Chở đi, nửa đêm thôi, kêu ông chở đi nha. Dạ. Thì khám thuốc rồi kêu nhập viện mà đây lên bệnh viện sao không bà? Dạ là cá tàu mình nè. Cá tàu mình đó. Dạ. Rồi không ai giữ hết trơn rồi thôi khám thuốc nó về uống. Không ai coi chừng hết trơn á. Khó khăn quá hả? Sao anh không có vợ? Em sống với cầu ai hơn anh ơi. Hôm nay thì em đến đây em đại diện cho Mạnh Thường Quân là Việt Kiều Mỹ ha, là có tên là Phạm Ngọc Sương, gửi cho anh với bà 1 triệu đồng để mình có tiền trị bệnh nha. Rồi. Cảm ơn anh luôn nha. Dạ, ổng thì. Cảm ơn anh luôn đó luôn. Dạ. Dạ được rồi, anh ngồi xuống đi không có sao hết. Thôi có tiền trị bệnh cho bà đi coi sao nha anh nha. Dạ dạ rồi. Dạ, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bà. Dạ. Thấy bà làm gì con đâu biết nói gì đâu. Thôi sao được. Cười đâu chứ đâu biết nói gì. Dạ dạ, con chào bà nha. Dạ.